Thưa quý vị, trong không khí đầu xuân mới Tân Sửu năm 2021, sáng nay, tại nhà văn hóa thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Phong trào Tết trồng cây từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống của mỗi địa phương, đơn vị để tỏ lòng nhớ ơn và thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Với Đà Nẵng, hoạt động này còn có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Hội Nông dân thành phố phát động tổ chức phát động tại điểm trồng cây này với quy mô hơn 500 cây bằng lan tím, lim xanh, lót hoa tại địa điểm này. Đây là quy mô tổ chức lễ phát động. Còn trên địa bàn thành phố, Hội Nông dân thành phố cũng là phát động và tuyên truyền vận động Hội Nông dân các quận, huyện tổ chức các điểm trồng cây để hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đầu năm. Trong dịp này, chúng tôi trồng hơn 5.000 cây trên tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố và đồng thời phát động hội viên nông dân trồng chăm sóc cây xanh để đảm bảo những cây trồng được phải là phát triển tốt để đảm bảo cái hiệu quả đề ra. Dịp này, Hội Nông dân thành phố phối hợp với các sở ngành và các cấp hội tổ chức trồng 5.000 cây xanh các loại trên các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng, với mục đích tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, từng bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Riêng xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, số lượng cây xanh được trồng đợt này là 500 cây. Bà con nhân dân thôn Lâm Sơn thấy việc trồng cây là rất là quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường, góp phần sức khỏe của nhân dân ngày còn an toàn hơn. Việc tổ chức phát động trồng cây hàng năm có vai trò rất quan trọng và ý nghĩa trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Chính vì vậy, phong trào này đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến xuân về.